Tottenham quật ngã Man City ở vòng 22 ngoại hạng Anh. Tiền đạo Harry Kane lập kỷ lục ghi bàn giúp Tottenham thắng đội khách Man City 1-0 ở vòng 22 ngoại hạng Anh. Man City không thể tận dụng cú sẩy chân của Arsenal để có thể rút ngắn cách biệt với đỉnh bảng xuống còn 2 điểm. Tottenham tiếp tục làm khắc tinh của Man City với 5 trận thắng trong 8 cuộc đối đầu gần đây. Kane đóng vai người hùng của chủ nhà với pha lập công ở phút 15, giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Tottenham với 267 bàn, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Jimmy Greaves. Sau trận, chủ nhà dành một buổi tri ân Kane ngay trên sân, còn hàng vạn khán giả cũng nán lại. Tiền đạo 30 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham và đã thuộc biên chế đội bóng này 19 năm qua. Bàn thắng tối ngày 5 tháng 2 cũng giúp Kane thành cầu thủ thứ 3 cán mốc 200 bàn ở ngoại hạng Anh, sau Erling Haaland và Wayne Rooney. Tôi sẽ không thể quên được ngày hôm nay, Kane nói. Mấu chốt trận đấu đến ở phút 15, khi tiền vệ Rodri chuyền hỏng ngay trước cấm địa Man City. Tiền vệ Pierre-Emile Højbjerg cướp bóng và chuyền ngang dọn gôn cho Kane sút chéo góc hạ thủ môn Ederson. Ngoài đường biên, huấn luyện viên Pep Guardiola tức giận ném mạnh chai nước xuống đất. Còn Kane chạy mừng bàn thứ 17 trong 22 trận mùa này, giúp anh giữ vững vị trí thứ 2 trong cuộc đua vua phá lưới. Người dẫn đầu cuộc đua này Erling Haaland lại có một trận đấu đáng quên, khi anh không thể dứt điểm lần nào. Christian Romero và Eric Dier luôn leo sạt tiền đạo người Na Uy như hình với bóng, khiến anh không có khoảng trống dứt điểm. Còn Man City không hề khan hiếm cơ hội, với 14 pha dứt điểm nhưng đều bị bỏ phí. Cơ hội tốt nhất đến với Man City ở phút bù hiệp 1, khi Riyad Mahrez nhận bóng trong cấm địa từ một tình huống Ben Davies phá không tốt. Tiền vệ người Algeria sút căng về góc cao nhưng dội xà ngang bật ra. Guardiola để đội trưởng Kevin De Bruyne dự bị, và đến phút 58 mới đưa anh vào sân. Trong 10 phút kể từ khi vào sân, tiền vệ Bỉ tạo hai cơ hội cho tiền đạo Julian Alvarez sút, nhưng đều trệt cột trong gang tấc. Tottenham cũng không phòng ngự thụ động, mà vài lần phản công gây nguy hiểm. Trong đó có cú sút của Kane trúng người thủ môn Ederson ở phút 70. Man City được chơi hơn người từ phút 87, khi Romero nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa thẻ đỏ, sau pha phạm lỗi với Jack Grealish. Tuy nhiên thời gian còn lại quá ngắn để đội khách tận dụng được lợi thế này. Sau hiệu còi mãn cuộc, Guardiola nhìn quanh khán đài, cười ẩn ý rồi bước vào đường hầm. Man City sẽ về sân nhà Etihad gặp Aston Villa ở vòng 23 ngoại hạng Anh ngày 12 tháng 2, 3 ngày trước khi đại chiến Arsenal tại Emirates. Còn Tottenham chuẩn bị làm khách trên sân của Leicester ngày 11 tháng 2. Danh sách thi đấu: Tottenham, Lloris, Royer, Romero, Dier, Davies, Perisic, Sessegnon 79, Bến Tân Cơ, Højbjerg, Kulusevski, Sanchez 89, Kane, Son, Bissouma 84, Man City, Ederson, Lewis, Walker, Akanji, Ake, Rodri, Bernardo, Gundogan 84, Alvarez, Mahrez, Zebrin 59, Haaland, Grealish. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.